Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí từ 11 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 đến 11 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022 ghi nhận 26 trường hợp từ 687 đến 712 trong năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó Tân Uyên 1 ca, thành phố Lai Châu 2 ca, Tam Đường 6 ca, Phong Thổ 4 ca, Nậm Nhùn 1 ca, Xin Hồ 2 ca, Than Uyên 10 ca ca bệnh số 687 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Ca bệnh số 688, 689 ghi nhận trên địa bàn thành phố Lai Châu, trong đó 1 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 1 ca là người bán hàng, có tiếp xúc với nhiều người trước khi được phát hiện, cách ly, điều trị, nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng ca bệnh số 690 đến 695 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường, trong đó 4 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 2 ca ngoài cộng đồng có liên quan đến 2 công dân tỉnh Nam Định lên tham gia đám hiếu tại bản Nậm C xã Sơn Bình khi về địa phương phát hiện mắc bệnh, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng khá cao. Ca bệnh số 696 đến 699 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ, trong đó 1 ca làm F1 hết thời gian cách ly tại nhà. Đang trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà, có đi ra ngoài tiếp xúc với một số người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng hạn chế. 3 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. Ca bệnh số 700 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Ca bệnh số 701-702 ghi nhận trên địa bàn huyện Xìn Hồ là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. Ca bệnh số 703 đến 712 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên, trong đó 9 ca bệnh là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. Một ca bệnh ghi nhận tại xã Mường Mít có liên quan đến ca bệnh được công bố từ trước.